Ba xôm trùng điệp xua. Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tự học tiếng Khmer của mình nhé. Hôm nay ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài số 35. Trước khi đi tìm hiểu nội dung bài số 35, mình nhắc lại đây là chân của phụ âm to. Và đây là chân của phụ âm to. Phụ âm no gửi chân phụ âm to đọc là no to. Tương tự, phụ âm to no gửi chân phụ âm to đọc là no to. Miền Tây sản sập ram, no to, no to, sân túi, cần thiê, bần tót, cần tôm rui, sân thức, tray cần thò, cần tôm rui ha tiếp, cứ mê khuyên liêng. Đã sẽ đi tìm hiểu từng từ một và nghĩa tiếng Việt nhé. Từ đầu tiên, sa nó san to su tu cho túi, sân túi, sa nó san to su tu cho túi, sân túi, sân túi là cần câu. Sân tui. Còn tui trai là câu cá. Sân tui. Từ thứ hai, co nổ con thô dĩa thiê dĩa thiê. Cần thiê. Cần thiê là con ba ba. Co nổ con thô dĩa thiê dĩa thiê. Cần thiê là con ba ba. Tuy nhiên trong thực tế ở Nam Bộ người ta nói con cần thê. Người ta đọc là cần thê lại. Thì mà mình biết là co nổ con thô dĩa thiê dĩa thiê. Cần thiê. Cần thiê. Từ tiếp theo, bo nó bon, to sẽ tên ta tiếp một tốt, bần tốt. Bần tốt là thước kẻ, cái thước đe kẻ đó. Bần tốt. Từ tiếp theo, co nó con to sụm tum, rua sụi rui, cần tum rui. Cần tum rui là con chuồng chuồng. Co nó con to sụm tum, rua sụi rui, cần tum rui. Từ tiếp theo, sa nó san thô sư thức cất thức. Sân thức. Sân thức là đông đúc. Sân thức. Sân thức. Từ tiếp theo, tra ta ra sảy trầy. Ca nó còn thô. Thô rô thô là trầy cần thô. Trầy cần thô là cá sạc răng. Ta ra sảy trầy mình học rồi nè. Ca nó còn thô. Trầy cần thô. Trầy cần thô là cá sạc răng. Nào nó sẽ đọc lại và mình sẽ đọc từ từ nhé. Mê riêng thì xàm sắp ràm là bài 35. Nô tô, nô thô, sa nô son tô su tu cho túi, son túi. Co nô con thô sĩ thiê cho thiê, cần thiê. Bò nô bon, tô sĩ thiê ta thiê bọc bọc tốt, bần tốt. Co nô con tô sĩ ung túm, rô sĩ rí, cần tùm rí. Sa nô son thô sĩ ư thư cất thức, son thức. Tra sẽ trai, co nó con thô, trai cần thô. Chỗ này nha các bạn, mình thiếu sổ nha. Mình quên gõ sổ. Mình cài có sổ, ở đây mới được nè. Co nó con thô sung tum, rô sử rui. Ho sa ha rô ha, to xe te ba tép. Vô sử cư, mô sẽ mê khó mê. Phô lo sẽ phliêng hộp liêng. Cần tùm, cần tùm rui ha tép. Cứ mê phliêng. Câu này mình dịch là chuồng chuồng bay thấp là mưa đó các bạn. Cần tum ri ha tép là chuồng chuồng bay thấp. Câu này nó dựa vào theo tiếng Việt nè, chuồng chuồng bay cao thì nắng, bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm nè. Câu này dựa vào câu tiếng Việt của mình nè. Cần tum ri ha tép cứ mệt phliền. Nào nó sẽ đọc lại. No to, no to, son túi cần thi. Bần tọt, cần tùm rùi, sân thức, trai cần thò, cần tùm rùi ha tép, cứ mệt phliền. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở bài số 36.